khi mà bất cứ một cô chú, một anh chị nào đến học thanh nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật Trống Đồng thì đều phải có một cái buổi kiểm tra đầu vào, bọn mình gọi là cái buổi testing ấy. Thì ở đó thì các giảng viên sẽ đo tất cả những cái chỉ số, từ cái nốt thấp nhất mà học viên xuống được là nốt nào, nốt lên cao nhất hiện tại là nốt nào, đó các cái lỗi nào ở trong thanh nhạc mà học viên đang mắc phải, từ khẩu hình, từ phát âm, từ cao độ hay từ địa phương, vân vân. Tất cả những lỗi đó sẽ được ghi lại. Rồi những cái ưu điểm nào mà giọng hát đang có, giọng dày xốp ra sao, âm vực cao sáng ra sao, tất cả chi tiết đấy được ghi lại. Và điều quan trọng nhất ấy là dựa trên các thông số đấy, giảng viên sẽ phát hiện được là cái màu giọng của cái người học viên đó phù hợp với dòng nhạc nào, là nam trung, nam trầm hay nam cao, nữ trung hay nữ trầm hay nữ cao. Cái tem giọng đấy là màu của bolero hay màu của nhạc thính phòng hay màu của dân gian hay là màu của nhạc nhẹ. Đó, và tất cả những cái dữ liệu đấy, có khoảng 12 cái thông số dữ liệu trong cái buổi test đó sẽ được ghi vào trong cái phần mềm của Trung tâm Nghệ thuật Trống Đồng. Đó, và từ đó thì ban chuyên môn cùng với cô Hòa sẽ sẽ xây dựng lên một lộ trình xuyên suốt trong các cái buổi học. Cụ thể ở đây là cái khóa thanh nhạc cơ bản là 10 buổi học. Và 10 buổi học này đều có tiêu chí hết. Buổi 1 thì học những kỹ thuật, thì phải đạt được kỹ thuật gì. Đến cuối buổi, giảng viên bắt buộc sẽ phải ghi vào cái nhật trình đào tạo là học viên này đã luyện tập được kỹ thuật gì, lên được nốt nào, luyện thanh làm sao, cho từng buổi học. Từng buổi học có hết. Đó, và nếu như 2 buổi liền học viên không tiến bộ thì ngay lập tức giảng viên đó sẽ phải ngồi họp ngay với lại ban chuyên môn, họp ngay với ban lãnh đạo trung tâm để xử lý cái việc đó. Tại sao lại không có kết quả, và chúng ta sẽ phải sử dụng phương pháp tiếp theo như nào để học viên phát triển tiếp. Đó, và tất cả các học viên ở Trung tâm Nghệ thuật Trống Đồng về cơ bản là học không giống nhau, mặc dù học chung một lớp. Đó, thì cái giáo trình personalized vocal nó là như vậy, tức là dạy và học theo cá nhân hóa, những đặc điểm cá nhân hóa trong giọng hát của chính học viên đó. Vâng, đúng với cái tên là cá nhân hóa giọng hát thì đúng không ạ? Đúng rồi.